Xin chào tất cả các em học sinh khối lớp 9. Hôm nay cô rất vui được đồng hành cùng với các em trong chương trình dạy học địa lý lớp 9 học kỳ 2 năm học 2019-2020. Hôm nay cô sẽ giới thiệu cùng với các em tìm hiểu vùng kinh tế thứ 7 của đất nước, đó là vùng tận cùng phía Tây Quốc, vùng đồng bằng sông Cửu Long, và đó cũng chính là chủ đề 2 ngày hôm nay. Chủ đề 2: vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ở chủ đề này, chúng ta sẽ tìm hiểu 5 phần: 1. Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ. 2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. 3. Đặc điểm dân cư xã hội. 4. Tình hình phát triển kinh tế. 5. Các trung tâm kinh tế. Dựa vào hình 35.1 sách giáo khoa trang 126, lược đồ tự nhiên đồng bằng sông Cửu Long. Qua lược đồ, chúng ta thấy được vùng đồng bằng sông Cửu Long gồm 13 tỉnh thành phố: thành phố Cần Thơ, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau. Với diện tích 39.734 km², chiếm 12% diện tích cả nước. Dân số hơn 16,7 triệu người năm 2002, chiếm 20,7% dân số, đông dân thứ hai sau đồng bằng sông Hồng. Đồng bằng sông Cửu Long nằm ở cực nam của Tổ quốc, có 3 mặt giáp biển: phía đông bắc giáp Đông Nam Bộ, phía bắc giáp Campuchia, phía tây nam giáp Vịnh Thái Lan là một bộ phận của biển Đông, phía đông và đông nam giáp biển Đông. Với đặc điểm vị trí địa lý của vùng có ý nghĩa rất quan trọng về mặt tự nhiên và kinh tế xã hội, vùng đồng bằng sông Cửu Long nằm liền kề với Đông Nam Bộ, là vùng kinh tế phát triển năng động, là thị trường tiêu thụ nhiều sản phẩm của đồng bằng sông Cửu Long, nông sản và thủy sản, và sử dụng nhiều lao động của đồng bằng. Giáp với Campuchia có đường biên giới dài và giao lưu rất thuận lợi cả đường bộ và đường sông. Giáp với biển Đông với đường bờ biển dài và các vùng biển rộng. Các vùng biển có nhiều bãi tôm, bãi cá, bờ biển có nhiều bãi triều, rừng ngập mặn, cửa sông thuận lợi cho việc đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Đồng bằng sông Cửu Long nằm ở vị trí trung tâm của khu vực Đông Nam Á, nằm gần trên tuyến đường hàng hải quốc tế quan trọng, nối liền giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Là một bộ phận của hạ lưu sông Mekong, đồng bằng sông Cửu Long có lợi thế để phát triển các mối quan hệ hợp tác với các nước tiểu vùng sông Mekong. Như chúng ta đã biết, đồng bằng sông Cửu Long là một bộ phận của châu thổ sông Mekong. Cửu Long là đoạn cuối của sông Mekong, chảy trên lãnh thổ Việt Nam theo hai dòng sông lớn, đó là sông Tiền và sông Hậu, đổ ra biển Đông qua chín cửa sông, do đó người dân nơi đây mới gọi vùng đất này là đồng bằng sông Cửu Long, tức là sông của chín con rồng. Trên bản đồ Việt Nam tuy không có sông Cửu Long, mà chỉ thấy tên hai dòng chảy gọi là sông Tiền và sông Hậu. Để tìm hiểu các thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long để phát triển lương thực và thực phẩm, chúng ta sẽ tìm hiểu các đặc điểm sau. Về diện tích đồng bằng, tương đối rộng, địa hình thấp và bằng phẳng. Để tìm hiểu các loại đất chính ở đồng bằng sông Cửu Long, các em quan sát lược đồ hình 35.1, lược đồ tự nhiên vùng đồng bằng sông Cửu Long, sách giáo khoa trang 126. Qua lược đồ, ta thấy được vùng có 3 nhóm đất chính: nhóm đất phù sa ngọt, diện tích 1,2 triệu ha, chiếm 30% diện tích tự nhiên của đồng bằng, phân bố thành dải dọc sông Tiền và sông Hậu. Nhóm thứ hai là nhóm đất phèn có diện tích lớn nhất với 1,6 triệu ha, chiếm 41% diện tích tự nhiên của đồng bằng, tập trung ở Đồng Tháp 10, Tứ Giác Long Xuyên, Yên và vùng trũng ở Cà Mau. Nhóm đất mặn với gần 75 vạn ha, chiếm 19% diện tích tự nhiên của đồng bằng, phân bố thành vành đai ven biển Đông và Vịnh Thái Lan. Và đất khác khoảng 40 vạn ha, chiếm 10%, phân bố rải rác khắp đồng bằng. Đất phù sa ngọt là loại đất màu mỡ nhất của vùng, thích hợp cho việc trồng lúa. Đất phèn phần lớn đã được cải tạo để trồng lúa và cây ăn quả.
đất mặn đang được cải tạo dần để trồng lúa, cói kết hợp nuôi thủy sản và trồng rừng. Về tài nguyên rừng, bán đảo Cà Mau là nơi có diện tích rừng ngập mặn lớn nhất nước, tiêu biểu nhất trong đó là rừng U Minh. Với diện tích 2.000 km vuông, có 250 thực vật, chủ yếu là cây tràm, hơn 180 loài chim, 200 loài bò sát và một số rừng tràm. Vùng có khí hậu cận xích đạo, mưa nhiều, nóng ẩm quanh năm. Nguồn nước, hệ thống sông ngòi của đồng bằng sông Cửu Long có hai hệ thống sông lớn là hệ thống sông Tiền và hệ thống sông Hậu. Đây là hai nhánh của phần hạ lưu sông Mekong chảy qua lãnh thổ nước ta. Bên cạnh hai hệ thống sông lớn này thì đồng bằng còn có nhiều kênh rạch chằng chịt. Đây chính là đặc điểm đặc trưng của vùng nước mặn nước lợ của cửa sông ven biển rộng lớn. Và hải đảo, nguồn hải sản, cá, tôm và hải sản quý hết sức phong phú. Biển ấm quanh năm, ngư trường rộng lớn, nhiều đảo và quần đảo, thuận lợi cho việc đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Về khoáng sản chủ yếu của vùng là đá vôi và than bùn. Tóm lại, thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long có thể được tóm tắt qua bảng 35.2 sách giáo khoa trang 127. Các em sẽ xem sách giáo khoa. Bên cạnh những mặt thuận lợi, thiên nhiên cũng gây không ít cho sản xuất và đời sống dân cư ở đồng bằng sông Cửu Long. Với đặc điểm địa hình thấp và trũng, nước biển xâm nhập sâu, gây nên hiện tượng đất phèn, đất mặn ở nhiều địa phương. Vào mùa khô, thiếu nước ngọt, cháy rừng. Vào mùa lũ, thì lũ lụt gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Với những khó khăn trên, nhân dân của vùng đã có những biện pháp để khắc phục. Đồng bằng sông Cửu Long đang được đầu tư lớn cho các dự án thoát lũ, cải tạo đất phèn mặn, thau chua rửa mặn, bón phân, bón vôi, cải tạo đất, chọn lựa giống cây trồng phù hợp cho loại đất, cấp nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt trong mùa khô. Phương hướng chủ yếu hiện nay là chủ động chung sống với lũ trên sông Mekong, đồng thời khai thác các thế mạnh kinh tế do lũ hàng năm đem lại. Tóm lại, ở phần số 2 điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, các bạn có thể tóm tắt nội dung qua bảng sau. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên thì gồm có địa hình, đất, sinh vật, khí hậu, nước, biển và hải đảo, có những mặt thuận lợi và khó khăn. Ở phần này, các bạn về nhà tìm hiểu sách giáo khoa trang 126, trang 127. Số 3, đặc điểm dân cư xã hội. Qua bảng số liệu trên, với số dân 16,7 triệu người năm 2002, đồng bằng sông Cửu Long là vùng đông dân, chỉ đứng sau đồng bằng sông Hồng. Về thành phần dân tộc, có dân tộc Kinh, ngoài ra còn có các dân tộc như người Chăm, người Khmer và người Hoa. Quan sát vào bảng số liệu 35.1 sách giáo khoa trang 127, một số chỉ tiêu phát triển dân cư xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta có thể nhận xét về tình hình dân cư xã hội của vùng so với cả nước như sau. Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ gia tăng tự nhiên của dân số bằng với mức bình quân của cả nước. Về mật độ dân số, thu nhập bình quân đầu người một tháng, tuổi thọ trung bình cao hơn so với mức chung của cả nước. Về tiêu chí thấp hơn so với mức chung, có tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ người lớn biết chữ, tỷ lệ dân thành thị. Qua bảng số liệu trên, ta có thể nhận xét được đây là vùng đông dân, người dân năng động, thích ứng với sản xuất hàng hóa. Vùng kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, trình độ dân trí và tốc độ đô thị hóa thấp, đó chính là khó khăn của vùng. Với các đặc điểm tự nhiên và dân cư xã hội của vùng đã ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu sang phần số 4, tình hình phát triển kinh tế. Tình hình phát triển kinh tế được thể hiện ở 3 ngành, nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Các em quan sát bảng 36.1 diện tích sản lượng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2002. Các em hãy tính tỷ lệ diện tích sản lượng lúa của đồng bằng sông Cửu Long với cả nước, nêu ý nghĩa của việc sản xuất lương thực ở đồng bằng này. Để trả lời câu hỏi này, các bạn hãy tính tỷ lệ phần trăm diện tích và sản lượng lúa của đồng bằng sông Cửu Long
Muốn tính tỷ lệ phần trăm diện tích, các bạn lấy số diện tích của đồng bằng nhân với 100 chia cho diện tích của cả nước. Tương tự, các bạn sẽ tính tỷ lệ phần trăm của sản lúa. Kết quả tính được là diện tích là 51,1%, sản lượng là 51,5%. Vậy qua bảng số liệu trên, các bạn hãy nêu nhận xét và nêu ý nghĩa của việc sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Cửu Long. Qua bảng số liệu này, chúng ta có thể thấy được rằng đây là vùng trọng điểm lúa lớn nhất của cả nước, chiếm 51% diện tích và 51,5% sản lượng lúa. Với những số liệu trên, cho ta thấy được ý nghĩa của việc sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Cửu Long, làm cho cả nước giải quyết được vấn đề an ninh lương thực và xuất khẩu lương thực. Các bạn hãy cùng quan sát Atlas địa lý trang 19, xác định những tỉnh có diện tích và sản lượng trồng lúa lớn ở đồng bằng sông Cửu Long. Lúa được trồng nhiều ở các tỉnh như Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng và Tiền Giang. Đây là những địa phương có diện tích đất phù sa ngọt tương đối lớn, và với những thành tựu đó, bình quân lương thực heo đầu người toàn vùng đạt 1.066,3 kg, gấp 2,3 lần trung bình cả nước năm 2002. Nhờ đó, đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng xuất khẩu gạo chủ lực ở nước ta. Đây là vùng trồng cây ăn quả nhiệt đới lớn nhất cả nước, với nhiều loại hoa quả nhiệt đới như xoài, dừa, cam, bưởi. Nghề nuôi vịt phát triển mạnh, vịt được nuôi nhiều ở các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Vĩnh Long và Trà Vinh. Về tình hình khai thác nuôi trồng thủy sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long, các em hãy quan sát bảng 36.3 sách giáo khoa trang 133. Các em hãy nhận xét về sản lượng thủy sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước. Nếu các em quan sát vào bảng số liệu, các em thấy được về sản lượng thủy sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long chiếm khoảng 50% tổng sản lượng thủy sản của cả nước. Tình hình khai thác và nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh nhất ở các tỉnh ven biển như là Kiên Giang, Cà Mau và An Giang. Nghề nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm, cá xuất khẩu đang được phát triển mạnh. Nhờ đâu mà vùng đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh về nuôi trồng và đánh bắt thủy sản? Với đặc điểm là bờ biển dài và rộng, ấm quanh năm, vùng rừng ven biển cung cấp nguồn tôm giống tự nhiên và thức ăn cho các vùng nuôi tôm trên các vùng đất ngập mặn. Lũ hàng năm của sông Mekong đem lại nguồn thủy sản lượng phù sa lớn. Sản phẩm trồng trọt chủ yếu là trồng lúa cộng với nguồn cá tôm phong phú chính là nguồn thức ăn để nuôi tôm cá hầu hết các địa phương. Về trồng rừng, nghề rừng giữ vị trí rất quan trọng, đặc biệt là trồng rừng ngập mặn ven biển trên bán đảo Cà Mau. Hiện nay, đồng bằng sông Cửu Long đang ứng phó với nguy cơ cháy rừng. Các địa phương đang có biện pháp tích cực phòng chống cháy rừng vào mùa khô, nhất là rừng U Minh, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ sự đa dạng sinh học và môi trường sinh thái. Về công nghiệp, so với nông nghiệp, tỷ trọng sản xuất công nghiệp của vùng còn thấp, chiếm khoảng 20% GDP toàn vùng năm 2002. Các em hãy cùng quan sát vào bảng 36.2 và hãy nhận xét về tỷ trọng, cơ cấu, công nghiệp của vùng. Qua bảng số liệu trên, ta thấy được ngành chế biến lương thực thực phẩm chiếm tỷ trọng cao nhất 65% GDP công nghiệp. Các ngành khác như sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, hóa chất chỉ chiếm có 35%. Điều này một lần nữa khẳng định vị trí chủ đạo của sản xuất lương thực thực phẩm ở đồng bằng sông Cửu Long. Vì sao chế biến lương thực thực phẩm của đồng bằng sông Cửu Long chiếm tỷ trọng lớn nhất? Đó là vì nơi đây có nguồn nguyên liệu phong phú từ sản xuất nông nghiệp và nghề cá, là vùng xuất khẩu nông sản hàng đầu của nước ta, gạo, thủy sản, đông lạnh hoa quả. Về ngành dịch vụ của vùng, qua các hình ảnh trên, ta có thể thấy được ngành dịch vụ của vùng bao gồm các ngành chủ yếu như xuất nhập khẩu, vận tải thủy và du lịch. Hàng xuất khẩu chủ lực là gạo, chiếm 80% xuất khẩu của cả nước năm 2002, thủy sản đông lạnh, hoa quả. Giao thông đường thủy giữ vai trò quan trọng trong đời sống và hoạt động giao lưu kinh tế. Ý nghĩa của vận tải thủy trong sản xuất và đời sống nhân dân trong vùng
Để đảm bảo giao thông vận tải trong điều kiện đồng bằng có mạng lưới sông ngòi dày đặc, mùa lũ ở đồng bằng sông Cửu Long kéo dài, ngập trên diện tích rộng, giao thông đường thủy là tốt nhất. Các tuyến đường giao thông, đường sông trở thành mạch máu quan trọng đối với các tỉnh trong khu vực đồng bằng, thông thương, giao lưu hàng hóa tới các vùng miền. Còn về du lịch sinh thái bắt đầu khởi sắc như là du lịch sinh thái trên sông, nước, miệt vườn, biển, đảo, tham quan các thắng cảnh và di tích lịch sử. Phần cuối cùng của chủ đề hôm nay là các trung tâm kinh tế. Các em hãy dựa vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 17, xác định trên lược đồ các trung tâm kinh tế lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó thành phố nào là trung tâm kinh tế lớn nhất. Qua lược đồ, chúng ta có thể xác định được các trung tâm kinh tế lớn như là Cần Thơ, Long Xuyên, Mỹ Tho, Cà Mau là những trung tâm kinh tế lớn của vùng. Trong đó, Cần Thơ là một thành phố trực thuộc trung ương, nằm trên bờ phải sông Hậu, là trung tâm kinh tế lớn nhất của vùng. Thành phố Cần Thơ có những điều kiện thuận lợi để trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố Cần Thơ cách thành phố Hồ Chí Minh không xa về phía Tây Nam, khoảng 200 km. Cầu Bắc Mỹ Thuận trên sông Hậu sẽ nối liền thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Tây Nam Bộ. Đây là thành phố công nghiệp dịch vụ quan trọng, trong đó Trà Nóc là khu công nghiệp lớn nhất trong toàn vùng. Đại học Cần Thơ là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học quan trọng nhất đối với đồng bằng. Cảng Cần Thơ đặc biệt vừa là cảng nội địa vừa là cửa ngõ ra biển của các nước tiểu vùng sông Mekong, nên có ý nghĩa rất quan trọng đối với vùng. Hiện nay thành phố Cần Thơ là thành phố trực thuộc trung ương với số dân hơn 1 triệu người năm 2003. Vậy qua phần tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế ở đồng bằng sông Cửu Long, các em có thể cần ghi nhớ các nội dung sau về nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và các trung tâm kinh tế. Đặc điểm của từng phần các em sẽ gạch sách giáo khoa. Cô cùng các em đã tìm hiểu xong chuyên đề 2 vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ở tiết sau, các em sẽ tìm hiểu chuyên đề 3 kinh tế biển đảo. Tiết học đến đây đã kết thúc. Chúc các em học tập thật tốt.